Bạn đang nghe từ Phonos Tóm tắt sách Gã nghiền dày Tác giả Phil Knight Năm 1964, thời điểm Nike được thành lập với tên gọi trước đó là Blue Ribbon. Phil Knight không hề hình dung được kế hoạch điên rồ này của mình sẽ đi đến đâu, sẽ thay đổi thế giới đến mức nào, và dĩ nhiên, ông không thể tưởng tượng nó sẽ khiến ông trở thành người giàu thứ 15 trên hành tinh. Tuy nhiên, cho tới trước thời điểm gã nghiện dày được phát hành, phần lớn lịch sử hình thành và phát triển của Nike có rất nhiều quyết định ban đầu và câu chuyện đề tư của Knight đều được dự kính như bưng. Rất hiếm khi một người tầm cỡ như Knight lại có thể né tránh sự chú ý của công chúng lâu đến như vậy. Chỉ tới khi từng bước bàn giao lại vị trí chủ tịch công ty để có thể chính thức nghỉ hưu vào tháng 6 năm 2016, Knight mới lên kế hoạch thực hiện cuốn hồi ký và gã nghiện dày đã được phát hành vào tháng 4 năm 2016. Mời bạn cùng Phonos điểm qua 3 nội dung chính trong cuốn sách Gã nghiện dày. Nội dung thứ nhất. Bạn chỉ có một vài cơ hội để thực hiện những ý tưởng điên rồ, vì vậy hãy liều lĩnh khi còn trẻ. Nhà sáng lập Nike, Phil Knight, là một người rất yêu thể thao. Ông không chỉ theo dõi mà còn rất thích chơi thể thao. Khi còn nhỏ, công việc mùa hè của ông là trực ca đêm tại một tòa soạn báo với nhiệm vụ cập nhật tỷ số các môn thể thao thi đấu trong ngày để chuẩn bị cho số phát hành sáng hôm sau. Mỗi buổi sáng tăng làm, ông lại chạy bộ bảy dặm về nhà. Tốt nghiệp đại học, Knight tiếp tục học lên thạc sĩ tại trường kinh doanh Stanford một lần khi nghe các giáo sư mô tả tính cách của một doanh nhân ông ngay lập tức nhận ra bản thân mình trong đó với đề thi yêu cầu lập một kế hoạch kinh doanh knight đã viết một bài luận có tên liêu dây thể thao nhật có thể vượt mặt dây thể thao đức như các cách dòng máy ảnh nhật đã làm với máy ảnh đức mặc dù không ai ấn tượng về kế hoạch đó knight vẫn không ngừng theo đuổi ý tưởng này ông muốn bán giày chạy bộ nhật bản cao cấp với mức giá rẻ ở mỹ trong chuyến đi vòng quanh thế giới sau khi tốt nghiệp, ông đã dừng chân ở Nhật Bản tại Kobe. Ông biết đến và phải lòng những đôi giày Tiger do Onitsuka sản xuất. Nói đến Tiger, có một chi tiết thú vị, đó là chúng từng được nữ diễn viên Uma Thurman mang khi đóng phim Kill Bill. Là một thanh niên trẻ tuổi, lại đang ở nước Nhật, cũng không có gì để mất. Knight đã đánh bào gọi điện cho giám đốc điều hành của Tiger, ông Onitsuka, và được đồng ý gặp mặt. Knight đạt được thỏa thuận quyền phân phối giày Onitsuka tiger tại miền tây nước mỹ không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy phil ngẫu nhiên thốt lên blue ribbon khi ông Onitsuka hỏi về tên công ty sự nghiệp kinh doanh của knight đã bắt đầu như vậy không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như thế này nhưng khi bạn còn trẻ và không biết phải làm gì thì đó là lúc bạn có thể liều lĩnh theo đuổi ý tưởng điên rồ nhất của mình rất có thể bạn sẽ thành công Nội dung thứ hai, tìm những người cố vấn và cộng sự tin tưởng ở bạn và mang lại các kỹ năng giá trị. Trong khi việc ký kết thỏa thuận bán giày Nhật ở Mỹ diễn ra thuận lợi, thì việc giao nhận sản phẩm lại không hề dễ dàng. Phải mất hơn một năm, 300 đôi giày đầu tiên mới được chuyển đến. Trong suốt thời gian đó, Knight đành làm công việc kế toán. Khi nhận được giày, một trong những người đầu tiên Knight gửi giày tới là Bill Powerman, Man từng là huấn luyện viên chạy bộ của Knight tại Đại học Oregon. Knight hy vọng sẽ bán được giày và nhận được sự bảo chứng mang tầm ảnh hưởng từ Bill. Bất ngờ thay, hơn cả kỳ vọng, Man thậm chí còn đề nghị trở thành đối tác của Knight. Ông sẽ chịu trách nhiệm thiết kế sản phẩm, việc Powerman trở thành cố vấn kim cộng sự và đồng lòng tin tưởng vào ý tưởng của Knight đã khiến Knight tự tin tạo dựng công ty theo đúng những gì dự định. Đó cũng chính là khởi nguồn của Nike, một thương hiệu uy tín, bền bỉ và chu đáo mà chúng ta biết đến ngày nay. Năm đầu tiên, Knight bỏ giày vào cốp xe của mình một chiếc Flymouth Valiant màu xanh và mang đi bán. Năm 1963, ông đến tất cả các giải điền kinh trên khắp nước Mỹ và doanh số bán giày thu về là 8.000 đô la. Powerman không chỉ đóng vai trò người cổ vũ tinh thần cho Knight, mà rõ ràng những kỹ năng nhà nghề của ông đã góp phần quan trọng cho thành công của công ty. Nội dung thứ ba, chỉ cần cho mọi người biết kết quả cần đạt được và để họ tự tìm ra cách. Khi làm việc với người khác, những phương pháp hữu hiệu nhất lại nằm ở hai cực vô cùng trái ngược. Hoặc nói cho họ cách làm mọi thứ, hoặc không tiết lộ bất cứ điều gì ngoài trừ kết quả mong muốn. Nhà sáng lập Nike, Phil Knight, chọn cách thứ hai. Đừng chỉ mọi người cách làm, hãy cho họ biết mục tiêu cần đạt được và họ sẽ khiến bạn ngạc nhiên với kết quả. Knight luôn muốn để mọi người được là chính mình. Vậy cố vấn kim cộng sự của ông, Pew Powerman, là ai? Powerman là một kẻ nghiện giày đích thực. Ông bị ám ảnh bởi những đôi giày và luôn đau đấu tìm cách làm cho chúng trở nên tốt hơn. Khi huấn luyện viên Knight chạy, Pokemon coi Knight là một chú chuột bạch thử nghiệm giày. Cùng nhau, họ thử nghiệm các chất liệu giày mới, tinh chỉnh và cải tiến các mẫu giày. Pokemon tháo rời các phần của chiếc giày rồi ráp lại. Bằng cách này, ông cố gắng làm cho giày trở nên nhẹ hơn, giúp hỗ trợ người chạy. Thậm chí đã từng có lần, ông đóng một chiếc giày bằng da cá thay vì các loại da thông thường. Vào thời điểm đó, việc Pokemon bắt đầu huấn luyện các vận động viên chạy bộ nổi tiếng trong đó có cả vận động viên Olympic tương lai, cũng giúp doanh thu bán giày của Nike tăng lên. Khi Knight gửi mẫu giày Cortez cải tiến của Pogaman tới Onitsuka, họ đã có được giao dịch lớn đầu tiên. Cách quản lý không can thiệp sâu, tiếp tục góp phần vào thành công của Nike. Thuê những người giỏi và để họ tự làm là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên Nike. Bạn vừa nghe xong tóm tắt sách, gã nghiện giày một cuốn tự truyện hay luôn có rất nhiều bài học cho chúng ta. Và câu chuyện thành công từ một người vĩ đại như Phil Knight không phải ngoại lệ. Giống như những câu chuyện thành công khác và giống như bất kỳ ai trong xã hội, Knight cũng đã từng trải qua nhiều thăng trầm, thất bại và có cả những lúc do dự, không chắc chắn. Tuy nhiên, tất cả những điều đó cũng chính là động lực thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Ở phần cuối cuốn sách, nhà sáng lập Knight còn kể lại chuyện sang Việt Nam được tiếp chuyện Đại tướng Võ Nguyên Giáp và học được một bài học lớn về chiến lược từ Đại tướng. Đây thực sự là một quyển từ truyện đáng giá. Bạn hãy tìm đọc trọn vẹn tác phẩm và hãy ghi nhớ chia sẻ sau đây của tác giả. Bạn chỉ thất bại khi ngừng cố gắng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.